Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như xem những cái video của mình đã đăng lên. Đấy. Mọi người hãy chia sẻ kênh cho mình nhé, để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành từ đỉnh Lũng Cú Hà Giang cho đến huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau được sử dụng cái quyền mua âm ly tốt nhá. Với giá thành thì lại thấp nhất có thể. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Merci. Sau đây mình xin test phần chức năng hoạt động của một chiếc âm ly Nanomax chính hãng, có model là PA30N của công ty điện tử Sơn Tùng. Nhà cung cấp sản phẩm này đến tay quý vị và các bạn hiện tại đó là Khang Audio, cung cấp cho quý vị và các bạn một sản phẩm âm ly chính hãng 12 sò của Sơn Tùng với giá 1 triệu đồng nhá. Chỉ 1 triệu Việt Nam đồng thôi, mình đã được sở hữu một chiếc âm ly chính hãng mà lại 12 sò chưa sửa chữa, còn Zin Văn Nguyên và Nguyên Văn Zin. Đấy. Thế thì tội gì không nhắc máy lên alo cho Khang Audio 0368888479, giao hàng toàn quốc. Sau đây mình xin gửi tới vị thượng đế đã chốt con âm ly này, đó là Thượng Đế Thịnh ở Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nhà cung cấp về là Khang Audio. Đấy. Thái Bình trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì được gọi với lại cái tên là quê hương của chị Hai Năm Tấn. Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ, người dân không ăn mà để góp phần cho cuộc kháng chiến trường kỳ đấy. Ruộng đất quê ta chưa nghỉ lấy một ngày, đấy là đất Thái Bình. Đấy, mọi người đến Thái Bình du lịch thì nhớ mua bánh cáy ăn nhé. Bánh cáy là đặc sản của làng Nguyễn. Đấy. Nhớ mua bánh cáy ăn về làm quà. Đấy, đến Thái Bình mà chưa ăn bánh cáy thì chưa phải đến Thái Bình nhá. Nhưng niềm trăn trở duy nhất của người dân Thái Bình là chưa biết được ai đặt tên cho đất nhá, mà cũng chẳng biết là Thái Bình có từ bao giờ. Đấy là lời bài hát nắng ấm quê hương. Bây giờ đi vào nội thất, giới thiệu nội thất qua nhá. Hôm qua mình giới thiệu rồi, nay giới thiệu lại. Thế xong là test chất âm. Âm ly 12 sò nguyên zin của Sơn Tùng. Tên sò là D718 và B688. Bên đây sò mạch công suất là 208A. Bên đây 208A. Đúng không ạ? Thế thì chứng tỏ rằng là hai bên như một. Và tất cả các mạch ở trong âm ly này đều nguyên bản của nhà sản xuất một màu. Một cái màu đỏ này. Đấy. Keo này thì mình đổ. Mình đổ đây cho nó chắc. Những cái con đèn này, những con đèn đệm này mình cũng phịt keo vào. Đấy, cho nó chắc. Đấy, tụ này như vậy. Mình cứ bôi keo vào cho chắc. Đây này, chỗ cái điện này như vậy. Đây. Đó. Sơ bộ như vậy. Đi ra đến cái phần sau của nó nhá. Đây. Đây là mặt đít của âm ly. Rõ ràng đít nó có nhiều bộ phận nhạy cảm không nên nói đến, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình bán hàng mình vẫn cứ phải quay. Đây. Nanomax nhá. Đấy. Hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy. Và bây giờ mình đang sưu tầm xem là có cái cơ sở nào người ta làm cho cái M900W này công suất đấy. Nhà sản xuất, đây là cái con số mà nhà sản xuất đưa ra nhá. Đấy, nhà sản xuất dựa vào những cái thông số kỹ thuật của nó, những thiết kế mạch mà người ta đưa được ra những thông số kỹ thuật, cũng không phải tự dưng mà người ta đề vào đấy nhá. Đây nguyên zin nhá. Chỗ nào có dây chạm nối là mình đều đổ keo. Con này sử dụng IC0306 0306 nhá. Bây giờ test phần test mic nhá. Test mic đi trong phần tranh thủ. Đây trời nó đang mưa rồi. Trời đang mưa mà không biết có đi có gửi được buổi chiều cho cái vị thượng đế này không. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đấy là một mảnh nhá. Ấn vào là tín hiệu bị giảm đi. Âm này, trừ 20 dB. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rất chi là nhạy, không phải ngửi mic, đúng không? Đấy, mình bán chưa cái nào mình bán ra khỏi nhà mình cho người tiêu dùng mà phải ngửi mic cả. Chiều biên giới em thèm thuốc lào, sợ đến túi lại chẳng còn yêu nào. Em ai có nhớ em gửi cho anh hào. Đang tép làm đi để thèm thức leo. Bây giờ đi gì nhá, chuyển sang nhạc nhá, chuyển sang nhạc. Nhằm tri ân cho khách hàng, trung tâm dành ưu đãi giảm giá cho 50 người đang đau nhức xương. Chuyển tín hiệu nha. Mình mua âm ly không nhất thiết mua phải mua của Khang Audio. Đấy. Thế nhưng mua của nơi nào cũng yêu cầu người ta cho mình sử dụng cái quyền được mua âm ly tốt. Và khi thử tín hiệu đầu vào đừng có thử hai rắc, cứ thử rắc một cho mình nha. Đừng có cắm cả hai rắc vào một lúc, cứ thử rắc một. Mưa này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như xem video của mình nhé. Mình xin phép dừng ở đây để đóng hàng gửi cho thượng đế.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Merci.